Hello anh em đã đến với kênh của Dũng Xe Tải nhé. Đây là con Honda Civic đời 2008, số sàn, máy 1.8, xe cá nhân một chủ mua mới từ đầu à. Mình mua từ một công ty mua bán xe tải, 4 giỏ mới, đăng kiểm mới. Xe này mình bán, mình bao ra tên cho anh em nha. Chứ mình biển số thu hồi lại cho khách, chứ không phải là mình bán ủy quyền. Khách yêu cầu vậy thôi, mình ủy quyền được có mấy tháng thôi. 4 giỏ mới nha, 4 giỏ mới nha anh em, 4 giỏ đắt 2023. Đã 2023 nè, 2023 mâm sắt, số sàn nha anh em. Xe thì rin, dàn đầu rin đó, thất anh em đây, keo chỉ là rin. Ghế thì anh em thích thì bọc lại ghế da theo xe đây. Xe bảo dưỡng full hãng rồi, xe chạy được 290.000 nha anh em. Xe số sàn 5 số. Màn hình này thì khách cắt đi rồi à, vẫn rin, đồ rin theo xe vẫn còn ha. Vô lăng đây, xe chạy chuẩn hãng OBD nha, xe của khách hàng bảo dưỡng ở Honda Kim Thanh nha anh em. Cửa rin chưa tháo nè anh em, 7 màu nguyên nè, 7 màu rồi. Ghế sau, cửa rin nha anh em. Ghế sau đây, xe này như dàn lạnh chỉ có một dàn ở phía trước thôi, nhưng mà nó sẽ lạnh ra phía sau được anh em. 208 số sàn khá là ok. Bốn giỏ mới nha, Civic. Đó, mình quay cho anh em là sau này bô đôi nha. Đó, quay cho anh em cốp sau đó anh em ha, quay lại anh em cốt sau này. Xe này thì bị khách hàng gieo vào đâu lỗi hai cái này thôi, có nghĩa là bị nằm đồng lại hai cái này, hai cái tai móp này thôi, bình thường. Cabo đây, nhưng mà không có ngập nước thì kích. Máy là bao rin, máy là ok nha anh em. Nó đổi đây, cái này bản thấp nhất của Honda Civic thời 2008. Đuôi chỉ bị hai cái tai thôi, không bị gì hết. Còn máy thì bao chất cho anh em, 4 giỏ mới, không ngập nước. Ghế anh em thích bọc thì bọc. Cửa anh em thấy không, đàn đồng rất cứng, không bị gì hết ha. 2008 tới nay. Cửa này chưa mở, cửa sau bên lơ, bên phụ ha, 7 màu. Mình quay cho anh em cái cửa trước. Đây, cửa cánh cửa bên lơ đây, chưa gỡ luôn anh em, 7 màu còn nguyên, chưa tháo luôn, chưa tháo cái bát này luôn. Nói chung là xe này ông đi, ông chủ đi trong Sài Gòn không à. Cửa 7 màu này, anh em thấy không, ok ha. Đăng kiểm tới tháng 4 2025, 4 giỏ mới. Cái này là mình bật lắp cabo lên để mình quay cho anh em. Quay cho anh em mà Honda Civic cùng với phân khúc Active nha anh em. Số sàn, máy 1.8, máy rin. Anh em thấy máy nổ rất là êm nè. Mình đang nổ máy hai cái bầu lọc nè. Máy sạch, chuẩn 300.000 cây nha. Một chủ từ đầu, cục ABS này nha. 7 màu còn nguyên nè. Chân nè, cao su trên máy, máy còn nguyên nè, chưa thay đâu. Chưa có được gì hết. Nhằm bét nè, 7 màu này. Lõm hơi này, số máy nằm ở khung này nha anh em. Đây số khung nằm này đây. Bình mới thay nha anh em, bình là tháng 10 2023. Con số trên máy đây nè, chưa hạ hơn anh em thấy không? Nhìn thấy không? Máy khô ráo. Rồi 208 nha anh em, 208 chạy chuẩn 300.000 cây, 290.000 đi. Bên mình bán giá hơn 100 rồi. Nói chung là bàn xe này lì, cái động cơ rất là bàn nha anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu thì cứ inbox qua mình. Nói chung là thay thế chiếc SH thôi, lành, dòng này cực kỳ bàn. Mình đã đi vừa bán luôn ha. Rồi xin chào anh em, cảm ơn anh em đã quan tâm kênh của Dũng Xe Tải. Bên mình là chuyên xe tải, nhận mua bán, trao đổi xe. Rồi xin chào anh em.